chào nhà thầy Trang. Oh wait, what's your name again? Wayne. Hey Dex. Just another night, I was feeling fine. In sync, playing bye bye bye. Then we found a kiss, I was like, oh shit, shit. Thì trong tuần này mình làm một cái video yêu thích tháng 9. Mình sẽ liệt kê những cái món đồ, những cái điều mà mình yêu thích trong tháng 9 vừa rồi. Thì mình muốn nói đến cuốn sách yêu thích trong tháng 9 của mình. Đấy chính là cuốn Originals của Adam Grant. Là tự tiếng Việt của nó là Tư duy ngược dịch chuyển thế giới. Đó thì khi mà mình nghe đến cái tựa tiếng Việt này của nó ấy, thì mình hình dung ra những cái câu quote ở trên mạng, những cái mà mọi người hay nói với nhau là để mà thành công thì chúng mình sẽ phải có những cái ý tưởng độc đáo, sáng tạo, xong rồi là mình phải đi ngược với đám đông, rồi là mình phải chấp nhận mạo hiểm này kia. Thế thì nhưng mà khi đọc cái cuốn này xong ấy, mình thấy là những cái câu nói đó nó không sai, nhưng nó chỉ là cái phần bề nổi của cái vấn đề thôi. Trong cuốn sách này ấy, thì Adam Grant ông ấy phân tích và nói rất là sâu, rất là chi tiết vào những cái việc như là ví dụ như là mạo hiểm, ok đồng ý, nhưng mà phải mạo hiểm như thế nào để cho nó hiệu quả, cho nó xứng đáng, kiểu như vậy. Ví dụ một cái ví dụ rất là nhỏ trong cuốn sách này thôi, ví dụ như là Bill Gates đi, mọi người rất là biết đến Bill Gates bởi vì là ông ấy bỏ học đại học và ông ấy theo đuổi ước mơ, theo đuổi đam mê của mình và cuối cùng thành công và rất là giàu có, đúng không? Thế nhưng mà mọi người thường bỏ qua một cái sự thật, đấy chính là khi mà ông ấy bắt đầu bán cái phần mềm mới của ông ấy thì ông ấy vẫn đang học đại học và ông ấy vẫn tiếp tục học đại học một năm sau đó. Và ngay cả khi mà bắt đầu có những cái thành công rồi thì ông ấy vẫn không hoàn toàn là bỏ học mà chỉ là bảo lưu để theo đuổi cái niềm đam mê của mình thôi. Tức là họ vẫn có một cái phương án B, một cái an toàn cho bản thân mình. Đó, thì trong này, đấy chỉ là một cái ví dụ rất nhỏ trong cuốn sách này thôi ấy. Và khi mà mọi người đọc xong thì trong này Adam Grant ông ấy nói rất nhiều những cái kinh nghiệm, rất nhiều những cái điều mà kiểu khiến cho mình thay đổi về mặt tư duy. Mình phải suy nghĩ lại về những cái hành động, những cái quyết định của mình hàng ngày hoặc là trong cuộc sống của mình ấy. Trong này thì ông ấy nói về là phương pháp để nhận biết một ý tưởng hay này, cách lên tiếng mà không bị cô lập, xây dựng liên minh, chọn thời điểm thích hợp để hành động, kiểm soát nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Nói chung là ông ấy bàn luận rất là sâu về những cái vấn đề đó, nghĩa là không chỉ là những cái câu mà kiểu cổ động xong rồi là mọi người phải thế này, mọi người phải thế kia, mà là kiểu phân tích rất là kỹ càng là như thế nào hợp lý, hợp tình hợp lý. Mình đọc cái cuốn này mình cảm thấy là học được rất là nhiều, thế nên là mọi người hãy tìm đọc cuốn này. Ok, thế nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video và hẹn gặp lại trong video của tuần sau. Bye bye!